Hello, Halina xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Halina. Hôm nay Halina muốn làm một video về cái Halina muốn nói về cái việc mà Halina sẽ đổi chủ đề của kênh và sẽ đổi luôn cái tên của kênh nha mọi người. Thì bây giờ cái kênh Halina sẽ đổi tên là Hương Kali, và kênh này Halina sẽ làm một cái kênh tổng hợp về những cái gì hay, cái gì hữu ích thì Halina sẽ chia sẻ với mọi người trên cái channel này của mình. Hương là tên tiếng Việt của Halina, và Halina muốn dùng cái tên này cho cái kênh Hương Kali. Và video hôm nay Hương muốn chia sẻ với mọi người là về cái cách mà mình đó hả, chùi rửa những cái bồn của nhà bếp nè, bồn rửa chén, hoặc là cái gọi là cái sinh đó mọi người, cái sinh bằng sứ nè, cái sinh ở trong cái bồn tắm nè, cái sinh cái bathtub nè, là cái bồn tắm trong phòng tắm của mình, là mình dùng mình chùi rửa như thế nào. Tại vì thường thì mình dùng một thời gian lâu thì những cái loại sinh nó bằng sứ đó thì nó sẽ bám đồ dơ và nhiều cái chất và rỉ sét này nọ đó, thì mình đó hả sẽ chùi rửa thế nào cho nó thành một cái sinh mới. Và hôm nay Hương sẽ dùng cái chất tẩy rửa này tên là Bleach Power. Mình sẽ dùng cái chất rửa này cho hôm nay để mình chùi vào những cái sinh của mình. Cái chất tẩy rửa này thì nó có bán trong tất cả các chợ ở Việt Nam hoặc là chợ Mỹ ở trên đất Mỹ nha mọi người. Không biết Việt Nam mình đã có cái chất tẩy rửa này chưa, nhưng mà cái này thì nhà mình mua trong Costco, mình hay mua số lượng lớn để mình chùi rửa trong nhà. Thì bây giờ thì mời mọi người cùng Hương đi xem cái kết quả mà mình chùi cái sinh như thế nào nha. Ở đây thì mọi người thấy đó, cái sinh của nhà mình bây giờ thì nó như vậy. Mình dùng khoảng vài tuần là nó sẽ đóng những cái chất như vậy nè. Mình nghĩ là sinh của mọi người lâu lâu nó cũng sẽ trở thành như thế này. Đó, đây là cái tình trạng cái sinh trước khi mình chùi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nha. Trước tiên là mình dùng cái chất này, mình rải đều khắp sinh ha mọi người ha. Như thế này nè. Mình rải đều khắp các mặt ở trên cái chỗ nào mà mình muốn chùi. Đó, sau khi mình rải đều mấy cái chất này thì cái sinh mình á nó đang như vậy đó ha. Sau đó thì mình sẽ dùng cái miếng rửa chén. Cái này mình dùng loại cũ nhưng mọi người đừng không cần phải lấy miếng mới đâu. Mình cho vào ít nước ở trong này, tại vì nó khô quá thì nó chất này nó không có ra. Bây giờ mình bắt đầu chùi nha. Mình chùi từ từ. Cái chà cho kỹ nha mọi người. Chất này nó làm rất là tốt mọi người. Từ cái sinh màu trắng nó sẽ từ cái sinh màu đen, màu nâu có thể biến thành một cái sinh màu trắng mới nha. Tại vì bây giờ thì đa số là người ta dùng cái sinh stainless không mà. Người ta dùng cái loại bằng sứ này, nó cái loại này loại cũ rồi. Tại nhà mình nó cũng xây lâu rồi đó. Mà chưa giờ bị mo đồ hết nên á, cái này là ở trong nhà dùng mấy cái này không à. Khi chùi mọi người nhớ mang găng tay vào nha mọi người, tại chất này nó
độ tẩy rửa nó cao lắm. À, nếu không thì mình sẽ bị hư da tay đó ha. Nếu mà da tay ai mà nhận mẫn cảm dị ứng thì mình nên mang bao tay vô. Và đây mọi người ơi, sau khi Hà Ly nè mình chùi rửa xong thì cái sinh mình nó sáng như thế này ha. Nhìn nó rất là sạch mọi người ha. Đó, chỉ cần bỏ ra vài phút thôi là mình nó có thể biến một cái sinh cũ thành một cái sinh mới như vậy. Đó, nhìn nó rất là sạch, nó sạch hơn mức bình thường lúc đầu của mình luôn á ha. Đó, nó sạch bóng luôn. Rất là dễ làm mọi người, cái chất tẩy rửa này cũng không có mắc. Cũng rất là dễ mua. Sau vài phút mình clean cái sinh này, mình chùi rửa nó bằng cái chất tẩy rửa Bliss Power thì mình cho ra kết quả một cái sinh rất là sáng bóng như vậy ha. Nó gần như là một cái sinh mới luôn. Vì vậy nên mỗi lần mình dùng sinh cái bằng sứ này nè, nó rất là dễ bám, nhất chất dơ. Và nó tạo màu rất là nhanh, nó ố màu rất là nhanh. Thì mình chỉ cần bỏ ra vài phút để mình chùi rửa nó bằng cái chất tẩy rửa này. Thì mình sẽ có một cái kết quả như ý nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video hôm nay của Hương. Và đừng quên ấn like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho Hương nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau.